chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với tập 15 của bộ truyện Thư viện Khoa học Kỹ thuật trên kênh Tạp hóa Tu Tiên. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 71, về nhà. Trời đã chuyển đông, gió lạnh thổi ào ào. Lúc này đã gần về đêm, người đi trên đường đều bọc trong mình những chiếc áo lông thật dày. Tiểu Ngư ngồi đằng sau Trần Mạch, cả người cô đều dán lên lưng hắn. Sau khi về nhà, ngươi cũng trở về sớm một chút. Được, Trần Mạch gật đầu. Sau khi ngươi trở về, nếu nhớ đến ta thì hãy gọi điện thoại cho ta. Còn lâu mới nhớ đến ngươi, đồ tự luyến. Tiểu Ngư đột nhiên ôm chặt lấy cánh tay của Trần Mạch. Qua năm mới, ta có một bất ngờ muốn dành cho ngươi. Ngươi nói rồi đấy nhé, ta sẽ nhớ kỹ. Có thể nói trước cho ta biết điều đó bất ngờ. Điều bất ngờ đó là gì không? Trần Mạch hỏi. Tự ngươi nghĩ đi. Lần này về nhà, đừng để người thân bắt đi xem mắt nhé. Ngươi muốn chết hay là không muốn sống nữa? Tiểu Ngư bị Trần Mạch chọc cười, hung hăng vỗ mạnh vào lưng hắn. Đi xem mắt cũng tốt. Tìm một người cao hơn ngươi, giàu hơn ngươi, đẹp trai hơn ngươi. Người cao hơn ta thì có rất nhiều, nhưng đẹp trai hơn ta thì không dễ tìm như vậy đâu. Không biết xấu hổ. Tiểu Ngư ghé vào lưng Trần Mạch cười khanh khách không ngừng. Ta đây sẽ tìm một người có tiền hơn ngươi. Có nhiều tiền hơn ta, chỉ sợ càng khó tìm. Vậy xin hỏi, ngươi là triệu phú hay tỷ phú đây? Có ngươi là đủ rồi, ngươi là vô giá, cho bao nhiêu tiền cũng không bán. Trần Mạch cười ha hả. Nghe xong câu này, khuôn mặt của Tiểu Ngư trở nên đỏ bừng trong nháy mắt. Cô ghé vào lưng Trần Mạch, nở một nụ cười ngọt ngào. Ta phát hiện ngươi ngày càng biết tả thính nha. Tự dưng lại nói chuyện bồ nôn như vậy. Ngươi có nông cũng nói những lời này với cô gái khác sao? Làm sao có thể? Ta chỉ nói với ngươi thôi. Không biết xấu hổ. Trên đường gió lạnh nên Trần Mạch đi khá chậm. Lúc tới nhà ga thì mặt mày đều đông cứng. Tiểu Ngư ngồi đằng sau nên không sao cả. Khuôn mặt cô chỉ hơi đỏ hồng. Sau khi lấy vé xong, hai người lập tức đi vào phòng chờ. Còn 10 phút nữa mới lên xe. May ghê vừa kịp lúc. Tiểu Ngư nhìn đồng hồ, lấy một cái khăn quàng cổ hai màu đen trắng từ trong túi, sau đó trực tiếp quàng lên cổ Trần Mạch. Tặng cho ngươi món này làm quà. Khi trở về cẩn thận một chút, đừng để bị lạnh. Ta đi trước. Về đến nhà nhớ gọi điện cho ta. Sau khi Tiểu Ngư kiểm tra vé rồi lên xe, Trần Mạch quay về trường học, đưa xe máy lại cho Lý Nhược Hy rồi mới trở về lại phòng trọ. Lúc này đã là ban đêm. Hắn tắm giặt đơn giản xong, lập tức mở máy tính ra, tiếp tục công việc cùng bỏ dở hôm nay. Rất nhiều người đều lo lắng về sự phát triển của trí tuệ nhân tạo sẽ khiến thế giới trở nên hỗn loạn. Một số người còn lo lắng trí tuệ nhân tạo sẽ chống khống chế thế giới giống như trong phim điện ảnh. Họ thậm chí còn hô hào việc từ bỏ việc nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo. Tuy nhiên, trí tuệ nhân tạo đang là xu hướng phát triển của công nghệ trong tương lai. Tất nhiên sẽ không có quốc gia nào từ bỏ nghiên cứu trí tuệ nhân tạo vì ý kiến của thiểu số. Ngày hôm nay, Trần Mạch ăn mặc chỉnh tề, quàng chiếc khăn quàng cổ mà Tiểu Ngư tặng, rời khỏi căn phòng cho thuê. Triệu Mẫn lúc này đang ngồi trong phòng xử lý văn kiện. Cửa ải cuối năm đã đến gần, mọi chuyện cũng trở nên bình đạm hơn rất nhiều. Tuy rằng trước đó công ty đã bị cản trở khá nhiều, nhưng nhờ có những đối sách kịp thời nên hiện tại đã bình ổn trở lại. Chỉ còn vài con tiếp siêu căn bản không gây được sóng gió gì nữa. Hiện tại công ty đang trong thời kỳ phát triển tốc độ cao, quy mô của công ty cũng không ngừng mở rộng. Đến lúc đó chắc chắn hắn sẽ phát sinh thêm nhiều chuyện phiền phức. Tổng giám đốc Triệu, có một vị thiên sinh tìm ngươi. Khi Triệu Mẫn đang xử lý tài liệu, một nhân viên gõ cửa đi vào. Cho hắn vào đi. Triệu Mẫn buông tài liệu trong tay xuống, xoa hàng chân mày. Cô vừa nói vừa ngẩng đầu lên, lập tức nhìn thấy Trần Mạch trong bộ quần áo thường ngày, đeo khăn quàng cổ đi vào. Sau khi nhìn thấy Trần Mạch, khuôn mặt của Triệu Mẫn tràn đầy vẻ kinh ngạc. Chủ tịch, hôm nay mặt trời mọc từ hướng Tây hay sao? Ngươi cũng đến công ty à? Từ khi công ty thành lập đến bây giờ, số lần Trần Mạch đến đây có thể đếm trên đầu ngón tay. Cho tới bây giờ, các nhân viên của ông cũng không biết rốt cuộc vị chủ tịch này có dáng vẻ như thế nào. Thậm chí ngay cả quản lý phòng ban cũng chưa từng gặp qua hắn. Triệu Mẫn không ngờ rằng ngày hôm nay Trần Mạch lại đến. Ngươi mặc bộ quần áo này trông rất đẹp trai. Cô đánh giá hắn một chút. Cảm ơn. Trần Mạch ngồi xuống sofa. Ta chuẩn bị về nhà một chuyến, nên đến xem tình hình của công ty như thế nào. Tới rất đúng lúc. Triệu Mẫn nở nụ cười, đưa tài liệu trên bàn cho Trần Mạch. Báo cáo tài chính của công ty, ngươi xem. Còn có phản hồi của thị trường cùng với tình hình tiêu thụ của Bách Hộ Điệp. Trần Mạch lọc qua một chút rồi trả lại Triệu Mẫn. Hiện tại công ty đã đi vào quỹ đạo rồi đúng không? Đang trong thời kỳ phát triển tốc độ cao, ta đã thuê 10 tầng cao nhất của tòa Phượng Hoàng để làm khu văn phòng tạm thời của công ty.
Văn phòng và phòng thí nghiệm của ngươi ở trên tầng cao nhất, năm sau chắc có thể làm xong. Ừ, Trần Mạch gật đầu. Lần này ta đến là để nhìn xem tình hình của công ty, hiện tại xem ra cũng không tệ lắm. Cửa ải cuối năm sắp đến, ngươi lấy 2 triệu ra làm phần thưởng cuối năm cho nhân viên đi. Phân phát như thế nào thì tự ngươi quyết định. Thật là một ông chủ tốt. Triệu Mẫn lộ ra một nụ cười tươi. Ta thay bọn họ cảm ơn ngươi. Nếu không có việc gì nữa thì ta về trước. Ngươi còn có việc thì gọi điện thoại liên hệ cho ta. Chương 72. Xem mách phần 1. Giữa trưa cùng ngày, Trần Mạch xách hành lý ra khỏi cửa. Sau khi xác định công ty tạm thời không có chuyện gì lớn, hắn đã có thể yên tâm trở về nhà. Nhà cũ cách thành phố Tân Hải không quá xa, ở cùng tỉnh nên chỉ cần 5 giờ đi xe. Trần Mạch một đường ngắm phong cảnh, vừa về đến trước cửa nhà thì nhìn thấy bóng dáng bận rộn của mẹ. Hắn hít một hơi thật sâu, lộ ra nụ cười. Mẹ! Bóng dáng đang bận rộn kia chợt cứng đờ. Mẹ Trần quay đầu lại, nhìn thấy con trai mình. Trên gương mặt lập tức nổ ra nụ cười tươi. Ngày hôm qua con trai gọi điện báo hôm nay sẽ trở về, không ngờ rằng lại nhanh như vậy. Đã gầy rồi, ngươi vào nhà chờ đi, cơm chiều sẽ chuẩn bị xong ngay thôi. Ta có gầy đâu? Trần Mạch nở nụ cười. Mỗi lần đi bên ngoài trở về đều bị nói là gầy đi. Ba đâu rồi? Đi làm việc chưa trở về, ta để ta gọi điện thoại cho dì nhỏ của ngươi. Trần Mạch nghe xong cảm giác có gì đó sai sai. Hắn trở về nhà thì gọi điện thoại cho dì nhỏ để làm gì? Tuy vậy Trần Mạch cũng không để trong lòng. Hắn thu dọn hành lý xong ngồi ở trong phòng khách xem tivi. Bận rộn lâu như vậy, về đến nhà mới có thể thật sự thả lỏng. Không lâu sau, mẹ Trần mang theo nụ cười tươi đi đến. Tiểu Mạch, ngày mai ngươi đến nhà dì nhỏ của ngươi, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Mẹ Trần cười thần bí, quay đầu đi về phía phòng bếp. Tiểu Ngư kéo vali đi ra nhà ga xa lạ. Cô xoa mi tâm đau nhức, sau đó gọi một cuộc điện thoại. Thiến Thiến, ta tới trạm ga rồi. Ta cần đến đón ngươi, cần ta đến đón ngươi ở chỗ ta ở một đêm không? Đầu bên kia của điện thoại truyền đến một giọng nữ. Không cần đâu, tối nay ta sẽ ở lại nhà chú để nghỉ ngơi một chút. Hôm sau ta sẽ trực tiếp tới hôn lễ của ngươi luôn. Được, đến lúc đó gặp lại. Sau khi cúp máy, Tiểu Ngư đang chuẩn bị gọi taxi thì điện thoại vang lên một lần nữa. Tiểu Mang, có chuyện gì vậy? Chị, nói cho ngươi một tin xấu này. Điện thoại đầu kia truyền tới một giọng nói vui khi thấy người gặp họa. Tin xấu gì? Bây giờ ta hơi mệt, ngươi nói nhanh đi. Ta còn phải đi tới nhà chú Trương nữa. Hôm nay ta nghe lén cha và chú Trương nói chuyện điện thoại. Chú Trương hỏi tình hình của ngươi như thế nào? Biết ngươi sắp tốt nghiệp nên bàn đến đại sự cả đời của ngươi. Ngươi đoán xem sau đó đã xảy ra chuyện gì? Giọng nói của Tiểu Mang vẫn cười trên nỗi đau của người khác như cũ. Xảy ra chuyện gì? Tiểu Ngư có một loại dự cảm không tốt. Khà khà, chú Trương nói dì Trân có một đứa cháu trai, năm nay cũng vừa vặn tốt nghiệp đại học, còn là sinh viên ở trường các ngươi nữa. Ông ấy cảm thấy điều kiện của hai người vừa vặn hợp với nhau, sau đó định sắp xếp cho các ngươi gặp mặt vào ngày mai. Nếu thấy hợp thì kết đôi, không hợp thì coi như làm quen. Tiểu Mang bật cười vô cùng hả hê. Không phải chứ? Tiểu Ngư trợn mắt há hốc mồm. Đây là muốn ta đi xem mách sao? Chắc là vậy, cha mẹ đều đồng ý cả rồi. Dù sao ngươi cũng là do chú Trương giới thiệu. Dù sao người cũng là do chú Trương giới thiệu, chắc chắn đáng tin cậy. Chị, ngươi tự cầu phúc cho mình đi, ta chỉ có thể giúp ngươi tới đây thôi. Ha ha ha. Tiếng cười còn chưa dứt thì biến thành âm điệu điện thoại báo bận. Tiểu Mang đã dập máy. Để Tiểu Ngư với tâm trạng buồn bực, lần này cô tới Hoa Thành là để tham dự hôn lễ của bạn học cấp 3. Cha cảm thấy không yên tâm nên kêu cô đi tới nhà một người bạn của ông ở vài ngày. Đợi đến năm mới lại về sau. Cô đã từng gặp chú Trương vài lần, chú Trương Dương vài lần, là bạn thuyền chài với cha cô. Tình bạn của hai người rất tốt, hơn nữa con người của chú cũng rất tốt, nên Tiểu Ngư mới đồng ý. Kết quả bây giờ lại muốn cô đi xem mắt. Nghĩ vậy, Tiểu Ngư cảm thấy sụp đổ trong lòng, vội vàng đón chiếc taxi chạy đến khách sạn gần nhất. Cô không thể đến nhà chú Trương được, nếu không sẽ rất lúng túng. Tiểu Ngư vừa mới lên xe, chuông điện thoại lại vang lên, là dì Trân. Sau khi nhìn thấy dãy số, Tiểu Ngư lập tức khẩn trương hẳn lên. Dì Trân. Tiểu Ngư đến nhà ga chưa? Ta kêu chú đi đón ngươi nhé. Ta đã đến nhà ga rồi, nhưng không cần làm phiền chú đâu ạ. Bây giờ ta với bạn đã cùng nhau đi ăn chút đồ, buổi tối sẽ về muộn nên ta định ở chỗ cô ấy. Ngày mai ta sẽ tới nhà ngươi sau. Tiểu Ngư nói dối, trái tim của cô không ngừng đập nhanh. Là vậy sao? Vậy được, ngày mai tới sớm một chút nhé, buổi tối ra ngoài nhà chú ý an toàn, đừng đi chơi muộn quá. Sau khi cúp máy, Tiểu Ngư mới thở phào nhẹ nhõm. Ngày hôm sau, Trần Mạch bị mẹ mình gọi dậy từ sáng sớm để ăn bữa sáng. A Mạch,
Đi thay bộ quần áo tươm tất một chút rồi đi cùng ta tới nhà dì nhỏ của ngươi. Dì nhỏ cũng không phải chưa từng thấy ta ăn mặc tươm tất để làm gì chứ. Ngươi vừa mới trở về thì cũng không cho người ta một ấn tượng tốt. Đừng lôi thôi như đang ở nhà thế. Cũng đã lớn như vậy rồi. Trần Mạch cảm thấy cái gì đó sai sai, nhưng hắn không từ chối yêu cầu của mẹ. Sau khi tìm một bộ quần áo thoạt nhìn khá thoải mái, Trần Mạch ra ngoài cùng bà. Dì nhỏ là em gái của mẹ, tên là Thiệu Trân. Hắn cũng gọi bà ấy là dì Trân. Hồi còn nhỏ, dì Trân rất quan tâm hắn, cho nên ấn tượng của Trần Mạch về người dì này vô cùng tốt. Và mỗi dịp lễ Tết, dì nhỏ đều lì xì cho hắn. Trần Mạch nhớ khi còn nhỏ, gia cảnh không khá giả như hiện tại. Cha thất nghiệp lại bị cậu cả tới nhà đòi nợ. Cũng là chồng dì nhỏ mượn tiền đưa cho cậu cả. Sau đó, gia đình hắn với bên cậu cả cũng trở mặt. Ngược lại, quan hệ giữa bọn họ với nhà dì nhỏ cũng trở nên thân thiết hơn. Cảm ơn dì Trân, Hân Hân đâu rồi ạ? Trần Mạch hỏi. Hắn cũng nhớ cô em họ từ nhỏ đã lớn lên ở nhà với hắn. Trước đây, vợ chồng dì nhỏ ra ngoài làm ăn trong không gian, trong nhà không có ai chăm sóc em họ. Cho nên hai người đã đưa cô bé tới nhà họ nhờ chăm giùm. Hắn và cô em họ Trương Hân Hân là cùng nhau lớn lên. Tình cảm không khác gì anh em ruột. Nhà đầu đó ra ngoài du lịch rồi, sau đó lại đi nhà bạn nên không về. Dì nhỏ bảo, A Mạch, ngươi ngồi ở phòng khách đợi chút đi, tao với nghệ vệ ngươi vào bếp nấu cơm. A Trân, cô gái kia đâu? Mẹ Trần vừa đi vừa hỏi. Vẫn chưa tới, để tao gọi điện thoại hỏi một chút. Chương 73, xem mắt phần 2. Tiểu Mạch đâu? Trương Dương vừa vào phòng khách, Thiêu Thuyết Mai liền nhìn thấy sofa trống trơn lập tức hỏi. Chuồn rồi, đón là biết chúng ta muốn giới thiệu bạn gái nên hắn trốn đây mà. Trương Dương nở nụ cười. Tiểu Ngư cũng không tới sao? Tiểu Ngư nói có hẹn với bạn học rồi. Thiệu Trân đáp. Vậy nấu cơm rồi chúng ta tự ăn đi. Để ta gọi điện kêu mấy người bạn tới uống rượu. Hai đứa nhỏ kia có lẽ đều đoán được lần này là xem mắt nên kiếm cớ chạy hết rồi. Trương Dương khẽ cười vài tiếng. Lần sau lại tìm cơ hội khác. Loại chuyện này không thể miễn cưỡng được. Bọn hắn cũng chỉ vừa mới tốt nghiệp đại học, vẫn còn trẻ, có thể chưa thích ứng được ngay lập tức. Trần Mạch chạy ra đường cái, vẻ mặt vẫn còn khiếp sợ, nguy hiểm quá. Vậy mà lại lừa hắn đi xem mắt một cách im hơi lặng tiếng như vậy. Nếu là cho Tiểu Ngư biết, cô chắc chắn sẽ cười nhạo hắn. Đi được một lúc, điện thoại vang chuông, là Tiểu Ngư. Trần Mạch lập tức thở phào nhẹ nhõm. Nếu là mẹ hắn gọi trở về, còn không bằng bản thân trực tiếp đi tới bệnh viện ở đó 2 tiếng cho xong. Tiểu Ngư, có chuyện gì thế? Nhà ngươi ở Hoa Thành đúng không? Tiểu Ngư hỏi. Đúng vậy, sao thế? Bây giờ ta cũng đang ở Hoa Thành. Tiểu Ngư nói. Nhanh như vậy đã nhớ ta rồi sao? Tới tìm ta hả? Đang ở đâu? Trần Mạch lập tức cười thành tiếng. Vừa vặn hắn hiện tại cũng không chỗ nào để đi. Bên dì nhỏ chắc chắn cũng không thể quay về được rồi. Nếu bây giờ về nhà, sợ là mẹ hắn sẽ lột da hắn cho chừa tội thất hứa với người ta. Một người bạn của ta tổ chức đám cưới ở đây. Ta vừa về đến nhà thì mới báo cho ta biết. Kết quả là phải chạy tới nơi này. Lúc ta tới nơi thì cũng đã muộn rồi nên chưa báo cho ngươi biết. Hôm nay vừa hay có thời gian. Ngươi dẫn ta đi chơi nhé. Tiểu Ngư nói xong, Trần Mạch lập tức hỏi địa chỉ của cô luôn rồi chạy tới. Sau khi nhìn thấy Tiểu Ngư, mọi sự phiền muộn do bị lừa đi coi mắt của hắn lập tức bị quét sạch. Nhưng hắn không thể nói chuyện này cho Tiểu Ngư, mình không sẽ bị cô cười nhạo. Muốn đi đâu? Tạm thời ngươi đừng có nói chuyện, để ta đánh một lúc đã. Tiểu Ngư nhớ đến chuyện xem mắt vừa nãy, chỉ hận không thể đánh cho Trần Mạch một trận tơi bời. Độ miệng quả đen này thật sự khiến cô trở về suýt nữa đã bị lừa đi xem mắt. Cũng may có em gái nhắc nhở, bằng không sẽ rất lúng túng. Ngươi đánh đi. Hắn vừa dứt lời, Tiểu Ngư đánh tung một trận. Nhưng vì đánh trên bả vai của hắn, cô bị đau nên đành dừng lại. Lần đầu tiên ta thấy cái người đánh người còn làm mình tự đau như vậy đấy. Trần Mạch nở nụ cười, sau đó nắm tay của Tiểu Ngư. Ta trút giận xong rồi. Nói xong cô hôn chụt lên má hắn. Đây là bồi thường cho ngươi, dẫn ta đi chơi. Đi đâu cũng được, tới nhà ta gặp phụ huynh nhé. Bớt đi. Nghe thấy phải gặp phụ huynh người lớn, hai má của Tiểu Ngư lập tức đỏ bừng. Khăn quàng cổ ta tặng, ngươi vẫn luôn mang theo chứ? Tiểu Ngư bắt đầu giúp Trần Mạch chỉnh lại quần áo xộc xệch. Đương nhiên, mang theo nó giống như có ngươi bên cạnh vậy. Ôi, ta phát hiện ngươi càng ngày càng nói chuyện buồn nôn. Tiểu Ngư tỏ ra vẻ ghét bỏ, sau đó lại khỉ cười. Ngày mai đi tham dự hôn lễ của bạn với ta nhé.
Trần Mặc dẫn Tiểu Ngư đi dạo chơi một vòng các địa điểm nổi tiếng ở Hoa Thành. Sau khi đưa cô về khách sạn mới cắn răng về nhà, vừa bước chân vào cửa, Trần Mặc đã nhìn thấy ánh mắt không mấy thiện cảm của mẹ mình. Đành giả vờ như cô không nhìn thấy, Hôm nay đi đâu? Sao lại điện thoại lại tắt máy? Thiệu Tuyết Mai mở miệng, giọng điệu không hề thân thiện. Thiệu Tuyết Mai muốn sắp xếp cho hai người trị tuổi xem mắt, kết quả cô gái báo bận không tới. Còn Trần Mặc cũng chuồn mất, điện thoại thì tắt máy, khiến bà vô cùng lo lắng. Ta đi mua thuốc tình cờ gặp một người bạn, nên chúng ta đang đi chơi với nhau. Điện thoại bị hết pin nên tắt máy. Trần Mặc cười. Không phải ta trách gì ngươi, nhưng ngươi vừa tới nhà dì nhỏ liền bỏ đi như vậy. Thật không lịch sự. Mẹ Trần bắt đầu khiển trách, còn cha Trần chỉ lặng lẽ quan sát nhưng cũng không hề che giấu nụ cười trên mặt. Tiểu Ngư quay trở lại khách sạn, sau đó lo lắng mở nguồn điện thoại. Cô đã đồng ý đến nhà chú Trương, nhưng sau đó lại không đến, không biết cô chú có lo lắng không. Suy nghĩ một hồi lâu, Tiểu Ngư quyết định gọi điện cho cô chú Trương. Điện thoại vừa kết nối, một giọng nói lo lắng vang lên. Tiểu Ngư, ta gọi điện cho ngươi thì điện thoại đã tắt máy. May mà ngươi đã gọi lại, nếu không thì ta còn định liên lạc với cha của ngươi. Chú, ta xin lỗi, ta đi chơi với bạn. Còn điện thoại thì bị hết pin. Tiểu Ngư nói lời xin lỗi. Ngươi ở đâu? Ta sẽ đến đón ngươi về nhà ta ở. Ba ngươi có nhờ ta chăm sóc cho ngươi, nhưng ngươi tới đây đã một ngày mà còn chưa được nhìn thấy người. Sau khi nghi tin Tiểu Ngư không có việc gì, Trương Dương thở phào nhẹ nhõm. Không cần đâu chú, ta ở khách sạn rất tốt. Một cô gái ở lại khách sạn cũng không hay. Ngươi đưa địa chỉ khách sạn cho ta, ta đến đón ngươi. Ba ngươi đã nhờ ta chiếu cố ngươi, ngươi không cần khách khí với ta đâu. Không cần phiền tới chú đến đón đâu, ta đến chỗ của chú ngay. Tiểu Ngư không tìm được cớ từ chối, chỉ có thể cắn răng chịu đạn. Cúp điện thoại xong, Tiểu Ngư trực tiếp nằm ở trên giường khóc không ra nước mắt. Xong đời rồi, xem ra cửa ải này không trốn được rồi. Mà thôi, cùng lắm thì cự tuyệt là được. Tiểu Ngư lập tức rời giường, bắt đầu thu dọn đồ đạc rồi trả phòng. Tiểu Ngư một lát nữa sẽ tới đây. Trương Dương đặt điện thoại xuống, nói với Thiệu Trân bên cạnh. Vậy để ta đi thông báo cho Tuyết Mai. Thiệu Trân lập tức lấy điện thoại di động ra. Thôi, mấy chuyện này không thể miễn cưỡng. Hai đứa nhỏ còn trẻ, hôm nay ngươi không nhìn thấy cả hai đều muốn bỏ trốn sao? Tiểu Ngư suýt chút nữa không chịu tới nhà ta, có lẽ cô bé đã biết chúng ta muốn sắp xếp cho nó xem mắt. Trương Dương nói, ta đã nhìn thấy Tiểu Ngư hai lần, bộ dáng nhu thuận lại thanh tú, cực kỳ xứng đôi với Trần Mạch. Hơn nữa, hai đứa cùng học chung một trường đại học, chắc chắn sẽ có tiếng nói chung. Nói không chừng chúng sẽ có nhiều cơ hội thành đôi. Ta cũng không định cưỡng ép bọn hắn cái gì. Giới trẻ bây giờ thích được tự do yêu đương, cứ gặp thử một lần, không thích thì có thể từ chối. Hai bên bằng hữu cũng không ảnh hưởng gì đi. Chương 74. Báo đáp ta như thế nào đây? Ngày hôm sau, Trần Mặc ăn sáng xong, lập tức vội vã chuồn ra khỏi nhà. Hắn thật sự sợ hãi, nếu để mẹ bắt được, nhất định bà sẽ đưa mình đến nhà dì nhỏ xem mắt. Trần Mặc lặng lẽ đến địa điểm đã hẹn, sau đó đứng đợi Tiểu Ngư xuất hiện. Hôm nay là đám cưới của bạn Tiểu Ngư, cô rủ mình đi chung, đương nhiên hắn sẽ không từ chối. Không lâu sau, Tiểu Ngư đã xuất hiện trước mặt hắn. Hôm nay cô mặc một chiếc áo len bó sát, khoác bên ngoài bằng một chiếc áo len mỏng, vừa giúp giữ ấm, vừa tôn lên vóc dáng hoàn hảo của cô. Tiểu Ngư còn trang điểm nhẹ nhàng, khiến khí chất hoang dã đặc thù ở bên trong cô càng được bộc lộ. Trần Mặc nhìn thấy Tiểu Ngư, hắn thất thần một lúc lâu. Đồ ngốc, nhìn đủ chưa? Tiểu Ngư quơ tay trước mắt hắn, trên mặt lộ ra nụ cười ngượng ngùng. Ngư đẹp lắm. Đương nhiên, hôm nay là hôn lễ của bạn ta, ăn mặc tùy tiện quá cũng không tốt lắm. Tiểu Ngư nắm chặt lấy cánh tay Trần Mặc. Đi thôi. Trần Mặc nói xong, hắn bắt một chiếc taxi đi đến khách sạn nơi tổ chức hôn lễ, khách sạn Blue Spring. Bên ngoài khách sạn lúc này, tầng hàng xi bên dưới đang xếp hàng dọc lối vào. Quan khách tham dự tấp nập ra vào, trên mặt ai cũng nở nụ cười vui mừng. Sau khi đưa ra thiệp mời, Trần Mặc và Tiểu Ngư bước vào trong hội trường hôn lễ. Tiểu Ngư, cuối cùng ngươi cũng đến rồi. Cô dâu đang đón khách nhìn thấy Tiểu Ngư, lập tức nở nụ cười. Thiến Thiến, Tiểu Ngư và cô dâu ôm nhau, đây là bạn trai của ngươi à? Thiên Thiến nhìn Trần Mặc. Đúng vậy, Tiểu Ngư kéo Trần Mặc lại. Hắn tên là Trần Mặc. Trần Mặc, cô dâu là bạn cùng bàn của ta hồi cấp 3. Chú rể cũng là bạn cấp 3 của chúng ta, Tôn Ý. Tân hôn vui vẻ, Trần Mặc tươi cười chúc mừng cô dâu chú rể. Tiểu Ngư, bây giờ ta đang bận, không thể đón tiếp ngươi chu đáo được. Thật sự xin lỗi, ta đã thu xếp ngươi ngồi bàn 6. Các bạn học trước đây đều ở đó. Tôn Ý bắt tay Trần Mặc, sau đó mỉm cười xin thứ lỗi. Được, ngươi cứ tiếp
đón khách đi. Trần Mặc chào tạm biệt, sau đó rời đi cùng Trần Mặc. Tiểu Ngư chào tạm biệt, sau đó rời đi cùng Trần Mặc. Vừa ngồi xuống bàn số 6, hai người đã cảm thấy bầu không khí có chút không đúng. Tiếng trò chuyện huyên náo bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía Tiểu Ngư. Hà Tiểu Ngư, người đàn ông mặc quần áo chỉnh tề ngạc nhiên hỏi. Bạn học Lưu Văn Khải, đã lâu không gặp. Tiểu Ngư mỉm cười gật đầu. Thật sự là Tiểu Ngư, ta không ngờ sau mấy năm không gặp Tiểu Ngư lại trở nên xinh đẹp như vậy. Lưu Kỳ Văn nhìn thấy Tiểu Ngư, sắc mặt lập tức trở nên vui vẻ. Hắn lập tức đứng dậy chào cô. Năm nay Tiểu Ngư tốt nghiệp phải không? Ngươi có chứng hứng thú muốn đến công ty ta làm việc không? Ta tìm được việc rồi, cảm ơn ngươi. Tiểu Ngư vẫn luôn cười tươi, ôn hòa trả lời đối phương. Hiện tại ngươi còn chưa tốt nghiệp, chắc là chỉ đi thực tập, lương có thể không cao. Ta nghe nói ngươi học quản lý, hay là đến chỗ ta làm đi. Nhà ta chuẩn bị mở siêu thị thứ 5, còn thiếu một người quản lý. Lương khởi điểm là 1 vạn, còn có thưởng doanh số nữa. Một người đàn ông có vị ngoài cường tráng ngồi bên cạnh nói. Cảm ơn bạn học Hứa Cường, ta không quản lý được siêu thị. Tiểu Ngư vẫn tươi cười, hào phóng trả lời. Tiểu Ngư trước đây vốn xinh đẹp cho nên có nhiều người theo đuổi cô. Nhưng Tiểu Ngư của hiện tại còn có thêm khí chất hoang dã đặc biệt, khiến những người đàn ông trong bàn tiệc đều tập trung vào mình. Tiểu Ngư, người bên cạnh ngươi là ai vậy? Mau giới thiệu hắn cho chúng ta biết. Một cô gái không nhìn nổi nữa lập tức ngắt lời bọn họ. Hắn tên là Trần Mạch, bạn trai của ta. Tiểu Ngư nói, chào mọi người. Trần Mạch chào hỏi, sau đó tiếp tục dán mắt vào điện thoại. Hắn đến đây chỉ để đi cùng với Tiểu Ngư, nơi này không phải là sân nhà của hắn, vì vậy hắn quyết định không xem vào cuộc nói chuyện của họ. Ngươi có bạn trai cũng không cho chúng ta biết, thật không nghĩa khí nha. Ta nhớ lúc trước không ít người theo đuổi ngươi, mà ngươi đâu thèm để ý tới bọn họ. Cô gái nói, xin hỏi Trần tiên sinh hiện tại đang làm việc ở đâu? Lưu Văn Khải hỏi, ta đang kinh doanh điện thoại di động, hiện giờ là tỷ phú. Trần Mạch cười khà khà, ở Zimbabwe. Zimbabwe là một trong những quốc gia có tỷ lệ lạm phát cao nhất thế giới, 1 đô bằng 120.000 đô la Zimbabwe vào năm 2017. Những lời này khiến Tiểu Ngư bật cười khúc khích, cô vào vai Trần Mạch. Hắn bình thường thích nói đùa, mọi người đừng để ý. Trần Mạch cũng chuẩn bị tốt nghiệp chúng ta, hắn đang phát triển thêm phần mềm. Nam IT, mọi người chợt hiểu ra vì sao hai người lại yêu nhau. Tiểu Ngư, xin chúc mừng, bây giờ là đám cưới của Thiến Thiến. Ta tin đám cưới của ngươi cũng không bao lâu nữa đâu. Một cô gái khác nói đùa, khiến không khí bàn tiệc trở nên thoải mái hẳn. Mọi người bắt đầu nói về những câu chuyện cấp 3 hồi đó, cũng như từng trải qua. Trong những năm vừa qua, không hề phô trương hay chế giễu. Tình bạn giữa những người bạn cùng lớp vẫn luôn đơn giản và trong sáng như vậy. Đột nhiên, khung cảnh náo nhiệt trở nên yên lặng. Sau khi người dẫn chương trình lên tiếng, cô dâu chú rể xuất hiện, vô cùng long trọng trước sự chứng kiến của đám đông. Sau một loạt các nghi lễ là thời điểm ném hoa. Ta hy vọng tất cả các chị em chưa kết hôn, có mặt ở đây ngày hôm nay, có thể bước ra và chấp nhận lời chúc phúc của ta. Cô dâu cầm micro, thần sắc rạng rỡ. Tiểu Ngư, chúng ta cũng đi thôi. Một cô gái kéo Tiểu Ngư đứng dậy, hai người đi phía sau, cô dâu. Hai má Tiểu Ngư hơi đỏ, lặng lặng đứng ở sau đám đông. Một tiếng hô đột nhiên vang lên, mọi người điên cuồng lui về phía sau, Tiểu Ngư còn chưa kịp phản ứng. Một quả cầu hoa đã rơi xuống trong tay cô. Ngay sau khi lấy lại tinh thần, cô liền bị đám đông đang lùi về phía sau va phải. A! À, Tiểu Ngư bị đẩy ngã về phía sau, cô la lên một tiếng. Không có cảm giác đau đớn như cô tưởng tượng, mà bản thân cũng rơi vào một vòng tay ấm áp đi kèm với mùi hương quen thuộc. Sau khi nhìn thấy khuôn mặt tươi cười quen thuộc của Trần Mạch, Tiểu Ngư cũng cười theo. Ta lại cứu ngươi, ngươi nên báo đáp ta như thế nào đấy? Mọi người chứng kiến Trần Mạch ôm Tiểu Ngư, cảnh tượng hữu kinh vô hiểm này khiến hội trường lập tức vang lên tiếng vỗ tay. Cô dâu Thiến Thiến nhìn thấy Trần Mạch cứu Tiểu Ngư thì lập tức thở phào một hơi. Chuyện này quả thật là ngoài ý muốn của cô. May mà Tiểu Ngư được Trần Mạch ôm lấy. Bằng không, nếu Tiểu Ngư thật sự ngã xuống trước mặt bao nhiêu người như vậy thì cảnh tượng nhất định sẽ rất lúng túng. Thiến Thiến nghĩ ngợi một lát, sau đó vội đoạt lấy micro của người dẫn chương trình. Anh Hùng hôn mỹ nhân một cái đi. Lúc này mọi người nhìn thấy Tiểu Ngư đang ôm hoa cưới trong lòng Trần Mạch, cộng thêm câu nói kia của cô dâu, hội trường lập tức vang lên tiếng reo hò. Hôn đi, hôn đi. Sắc mặt của Tiểu Ngư lập tức trở nên đỏ bừng. Cô nhìn chằm chằm Trần Mạch. Đừng làm vậy ở đây. Lời của cô chỉ có Trần Mạch có thể nghe thấy, nhưng ánh mắt của tất cả mọi người lúc này đều đang hướng về hai người bọn họ. Không. Hội trường lập tức ngập tràn tiếng vỗ tay hoan hô, bầu không khí trở nên tưng bừng nhộn nhịp. Mãi cho đến khi hôn lễ kết thúc, Tiểu Ngư đi theo
Theo sau Trần Mạch rời đi, sắc mặt của cô vẫn đỏ bừng bừng. Mỗi khi nhớ về tình cảnh ban nãy, cô cảm thấy vô cùng xấu hổ. Tiểu Ngư không ngờ mọi chuyện lại xảy ra như thế. Ban nãy có phải ngươi cố ý không? Tiểu Ngư ôm cánh tay Trần Mạch, ánh mắt có phần nguy hiểm. Ngươi ngã có phải là lỗi của ta đâu. Nếu như ta không ôm lấy ngươi, ngươi ngã trước mặt nhiều người như thế, không phải sẽ xấu hổ muốn chết luôn sao? Trần Mạch cười, nói. Ta đang nói chuyện ngươi hôn ta. Lúc Tiểu Ngư nói ra câu này, sắc mặt của cô có chút không tự nhiên. Với quan hệ của hai người, hôn nhau là chuyện bình thường. Nhưng hôn nhau dưới sự chứng kiến của nhiều người như vậy, cô cảm thấy không thích ứng nổi. Cô dâu biết quan hệ của chúng ta, cho nên mới nói câu đó để hóa giải tình cảnh khó xử. Hơn nữa, không khí lúc đó sôi động như thế, hôm nay lại là ngày vui. Ngươi cũng không thể khiến mọi người mất hứng được. Đồ dê sồn. Tiểu Ngư khẽ hừ một tiếng, cô cảm thấy lý do thoái thác của Trần Mạch cũng coi như hợp lý. Sau khi đưa Tiểu Ngư về, Trần Mạch thoáng nhìn xung quanh, nơi này hình như là khu nhà mà dì nhỏ ở, hay là đi lên nhà dì nhỏ ngồi một lát nhỉ. Có điều, sau khi nhớ tới chuyện dì nhỏ muốn giới thiệu bạn gái cho mình, Trần Mạch lập tức gạt ý nghĩ này đi. Hắn còn chưa thảm đến mức phải đi xem mắt, hơn nữa hắn đã có Tiểu Ngư rồi, đến lúc đó mình trực tiếp từ chối về bên phía dì nhỏ thì cũng có chút khó xử. Cho nên khoảng thời gian này, nhà dì nhỏ đối với Trần Mạch chính là nơi cấm địa. Chương 75, gặp mặt. Tiểu Ngư, hôm nay tham gia hôn lễ thuận lợi chứ? Tiểu Ngư vừa vào cửa, lập tức thấy Thiệu Trân xem TV lên tiếng hỏi. Khá thuận lợi ạ. Có rất nhiều bạn học cũ đã mấy năm không gặp cũng đến. Chú Trương đâu vậy? Tiểu Ngư đặt túi xuống, cũng ngồi trên sofa. Ông ấy ra ngoài uống rượu với bạn rồi. Ngươi chuẩn bị thực tập rồi nhỉ? Triệu Trân hỏi. Ăn Tết xong thì đi thực tập ạ. Tiểu Ngư gật gật đầu. Làm gì thế? Ở đâu? Cháu được nhận vào một công ty không tồi ở thành phố Tân Hải. Thiết sẽ làm ở bộ phận tài vụ, nhưng công việc cụ thể thì phải đợi bên trên sắp xếp. Tiểu Ngư có sao nói vậy? Đại học Tân Hải hả? Trùng hợp ghê, ta đã có đứa cháu trai họ bên ngoại. Vừa khéo hắn cũng là cùng khóa với ngươi, cùng học ở Đại học Tân Hải. Hay là ta giới thiệu hắn cho ngươi làm quen nhé. Về sau ở thành phố Tân Hải mà có vấn đề, gặp vấn đề gì khó khăn gì trong công việc hay cuộc sống thì hai đứa có thể chiếu cố lẫn nhau. Vậy sao ạ? Tiểu Ngư cười khổ trong lòng. Thế này thì cô từ chối kiểu gì? Dì Trân chỉ giới thiệu người cho cô làm quen, để về sau có người chiếu cố lẫn nhau, không muốn nói làm cái gì cả. Vậy nên cô cũng không tiện từ chối tâm ý của người ta. Nếu đó là cháu trai của dì Trân, lại là bạn học cùng trường, ta làm quen một chút cũng không sao. Tiểu Ngư vừa trả lời vừa thấy cả da đầu căng lên. Ừ, vậy để ta báo nó ngày mai qua đây. A Mạch, ngày mai giúp mẹ mang một chút bánh ngọt tới nhà dì nhỏ nhé. Trần Mạch vừa vào cửa vừa đã bị mẹ gọi lại. Không phải chứ? Trần Mạch biết tính toán của mẹ mình, hắn bảo đi qua đó đưa đồ thì sao từ chối được chứ. Trong đầu Trần Mạch xuất hiện vô số lý do thoái thác, sau đó đều bị trực tiếp gạt bỏ. Bây giờ ta cũng không bảo đưa được nữa à? Được, ta đi. Trần Mạch lập tức chịu thua. Sáng sớm ngày hôm sau, Trần Mạch bị mẹ gọi dậy rồi đuổi ra khỏi nhà. Trước khi ra khỏi cửa, mẹ Trần còn không quên nhắc hắn mặc một bộ quần áo tươm tất, mang theo bánh mật đến nhà dì nhỏ. Khi tới trước nhà dì nhỏ, Trần Mạch suy nghĩ một lát rồi gọi điện thoại cho Tiểu Ngư. Lúc này Tiểu Ngư đang nằm trên sofa, đang ngồi trên sofa phòng khách xem TV cùng với dì Trân. Nghe thấy tiếng chuông đột điện thoại, cô giống như túm được ngọn cỏ cứu mạng. Dì Trân, ta đi nghe điện thoại nhé. Cô nói xong liền chạy vào phòng. Nữ hiệp Tiểu Ngư, 2 phút sau ngươi gọi lại cho ta nhé, giang hồ khẩn cấp. Điện thoại vừa được kết nối, Trần Mạch lập tức mở miệng nói. Xảy ra chuyện gì thế? Tiểu Ngư vừa ngờ vực hỏi. Có cơ hội sẽ nói với ngươi sau, nhớ là 2 phút sau đấy, ta cúp máy trước đây. Sau khi kết thúc cuộc gọi, Trần Mạch mới đi tới trước nhà dì nhỏ, gõ gõ cửa. Không lâu sau, cửa lớn được mở ra, đập vào mắt Trần Mạch chính là khuôn mặt cười tươi của dì nhỏ. Dì Trân, mẹ ta bảo mang chút bánh ngọt tới cho dì, Hân Hân thích ăn lắm. Mau vào đây đi. Dì Trân nhận lấy hộp bánh ngọt trong tay hắn, kéo hắn đi vào nhà. Dì Trân, Hân Hân trở về rồi sao? Trần Mạch ngồi trên sofa, chỉnh âm lượng điện thoại lên mức to nhất. Chưa, ta có cháu gái, đưa cháu gái tới chơi. Con bí vừa vào phòng, đợi chút nữa nó xảy ra. Tiểu Ngư đang chuẩn bị ra khỏi phòng thì nghe thấy có người đi vào. Cô dừng bước chân lại, ghé sát đầu bên cửa, nghe ngóng tình hình bên ngoài. Đột nhiên, Tiểu Ngư chớp chớp mắt, giọng nói này có hơi quen. Cô khẽ mở cửa, nhìn xuyên qua khe hở, lập tức ngây người khi nhìn thấy Trần Mạch ngồi trên sofa.
Tiểu Ngư đột nhiên nhớ ra cái gì đó, cô mỉm cười vui vẻ, sau đó leo lên giường, nằm bò trên chân ra sức cười to. Người cháu trai học đại ở đại học Tân Hải kia của dì Trân là Trần Mạch. Cô bỗng hiểu ra vì sao vừa rồi Trần Mạch lại liên lạc với mình, hắn còn bảo cô 2 phút sau thì gọi lại. Hóa ra hắn cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nên muốn thừa cơ hội để chuồn đi. Chỉ là Trần Mạch không biết người hắn sắp gặp mặt chính là cô. Tiểu Ngư nở nụ cười xinh đẹp, chuyện này cũng quá trùng hợp rồi. Cái tên hỗn đảng này dám nói cô về nhà sẽ bị tấm đi xem mắt. Kết quả hắn cũng bị y chang. Nghĩ tới khung cảnh của Trần Mạch, Tiểu Ngư lại cảm thấy buồn cười. Tiểu Ngư bò dậy từ trên giường, ngồi ở trước bàn trang điểm, nhìn thời gian trên điện thoại, mỉm cười vui vẻ. Cô muốn xem nếu mình không gọi điện thoại thì cho Trần Mạch hắn sẽ dùng cách gì để trốn đi. Dì đi gọi con bé ra đây để các người làm quen một chút. Đều là người trẻ tuổi cả, con bé cũng học ở thành phố Tân Hải đấy. Dì Trân nói xong liền đi về phía căn phòng. Tiểu Ngư, thằng cháu kia của dì qua rồi, Ngư có muốn ra ngoài nói chuyện với nó không? Dì Trân, cái đó, để cháu trang điểm một chút rồi thay quần áo đã, mặc như thế này tùy ý quá, không tốt lắm. Tiểu Ngư cười nói, à, được thôi. Khi câu trả lời của Tiểu Ngư, sắc mặt của dì Trân tức khắc trở nên hớn hở. Nhìn thấy dì Trân rời đi, Tiểu Ngư không nhìn được mà bật cười, kết nối điện thoại với Trần Mạch. Ngoài phòng khách, Trần Mạch hoàn toàn không có dám bị điềm tĩnh như bình thường. Trong lòng hắn đang cầu khẩn Tiểu Ngư mau gọi điện cho mình. Bằng không, đợi lát nữa người ta ra rồi sẽ lúng túng lắm. Con bí đang trang điểm với thay quần áo, ngươi xem TV đi, đợi thêm mấy phút nữa là được rồi. Vâng, Trần Mạch cười khổ, tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Trần Mạch có chút kích động, vội vàng ấn nút nghe. Alo, Trần Mạch, ngươi đang ở đâu thế? Cái gì? Ở bệnh viện, tao lập tức tới ngay, ngươi đợi chút. Trần Mạch quay đầu nói với dì Trân. Dì Trân, bạn của ta xảy ra chút chuyện, bây giờ ta phải đang ở bệnh viện, ta phải lập tức qua đó một chuyến, lần sau lại tới nhé, tạm biệt dì Trân. Và đó là toàn bộ tập 15 của bộ truyện Thư viện Khoa học Kỹ thuật trên kênh Tạp hóa Tu Tiên. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với tập 16 của bộ truyện Thư viện Khoa học Kỹ thuật trên kênh Tạp hóa Tu Tiên. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chúng ta cùng đến với chương 76, kết cấu ban đầu của trí tuệ nhân tạo phần 1. Trần Mạch nói xong, sau đó cầm điện thoại chạy ra ngoài. Dáng vẻ lo lắng của hắn cũng làm cho dì Trân có chút sững sờ. Ngay cả Tiểu Ngư ở đầu dây bên kia cũng nghi đến ngay người. Tiểu Ngư, ta đang ở chỗ tối qua đưa ngươi về. Ngươi xuống đi, chúng ta ra ngoài chơi. Sau khi trốn được dì Trân, Trần Mạch mới thở phào một hơi. Lau mồ hôi, Tiểu Ngư lúc này rất muốn cười ra tiếng, nhưng cô vẫn cố gắng nén lại. Được. Sau khi cúp điện, Tiểu Ngư thay bộ quần áo khác, sửa sang đơn giản một chút mới bước ra khỏi phòng. Vừa ra cửa đã nhìn thấy dì Trân đang ngồi rầu rĩ. Tiểu Ngư, thằng cháu kia của dì có việc gấp nên vừa đi rồi, lần sau dì lại giới thiệu nó cho ngươi làm quen. Không sao đâu dì Trân, dì cho ta phương thức liên lạc, ta sẽ tự liên hệ với thắng. À, được. Dì Trân lập tức tươi cười trở lại. Đây là số điện thoại của thằng bí, đây là Trần Mạch, còn đây là ảnh của nó. Rất đẹp trai ạ. Lần sau ta nhất định phải gặp hắn. Sau khi nhìn thấy bức ảnh của Trần Mạch, Tiểu Ngư mỉm cười. Thằng nhóc đó khá tốt, còn học cùng trường với cháu, hiện đang làm việc ở thành phố Tân Hải. Hai đứa liên lạc với nhau nhiều một chút, có gì còn có thể chăm sóc lẫn nhau. Nếu hắn đã có việc gấp, ta cũng hẹn bạn đi chơi, ta ra ngoài một chuyến. Sau khi tạm biệt dì Trân, Tiểu Ngư liền rời đi. Khi cô nhìn thấy Trần Mạch, Tiểu Ngư lập tức bật cười. Nghĩ tới dáng vẻ túng quẫn chạy trốn vừa rồi của hắn, cô thật sự không nhịn nổi. Chuyện gì mà vui thế? Trần Mạch hỏi. Ngươi có tin vào duyên phận không? Tiểu Ngư khoác cánh tay Trần Mạch, hai người đi về phía đường lớn. Đương nhiên là tin rồi, nếu không thì sao ta gặp Mạch ngươi? Trần Mạch nói. Đúng vậy, chúng ta rất có duyên đó. Nghĩ tới chuyện vừa rồi, Tiểu Ngư lại mỉm cười lần nữa. Đêm giao thừa, chợ hoa sáng rực như ban ngày cùng pháo hoa đầy màu sắc đã làm cháy lên nỗi xúc động lớn nhất trong lòng người vào những giây phút cuối cùng trong năm. Thành phố về đêm ngập niềm vui, xe cộ như dòng nước chảy liên tục, ánh đèn tựa như ngọn lửa đang xen nhau, thành một bức tranh động lòng người. Thế giới bên ngoài náo nhiệt mà đặc sắc. Trần Mạch nhìn vào máy tính trước mặt, tốc độ gõ bàn phím vẫn nhanh như thường lệ. Dòng code trên máy tính không phải viết bằng ngôn ngữ lập trình như mọi người quen thuộc, mà chính là ngôn ngữ lập trình chữ Hán. Sau khi đưa Tiểu Ngư đi chơi và
gỡ và gặp gỡ bạn học cũ hai ngày nay. Trần Mạch đã tiễn cô về nhà ăn Tết. Hắn không hiểu sao mỗi lần Tiểu Ngư nhìn mình, cô lại nở nụ cười khó hiểu. Sau khi Tiểu Ngư về nhà, Trần Mạch không còn việc gì, phải đi ra ngoài, cho nên vô cùng nhàn rỗi. Trong khoảng thời gian này, hắn chỉ ở nhà để cống hiến hết mình cho việc phát triển trí tuệ nhân tạo. Chớp mắt đã hơn nửa tháng trôi qua, tạch tạch, nhấp chuột phải. Trần Mạch nhìn lời thông báo thành công đang hiện thị ở trên màn hình, lập tức dựa lưng lên ghế, thoải mái nở nụ cười. Trần Mạch sau khi nghiên cứu kỹ thuật phát triển trí tuệ nhân tạo ở trình độ thấp và quen thuộc với ngôn ngữ lập trình chữ Hán, hắn lập tức bắt tay vào việc phát triển trí tuệ nhân tạo AI. Kể từ đó cho đến nay đã được gần một tháng, rốt cuộc thì việc xây dựng kết cấu cơ bản đã được hoàn thành ngay trong đêm giao thừa này. Sau khi xây dựng kết cấu ban đầu, tiếp theo chúng là việc hoàn thiện chúng. Trần Mạch lưu lại mã nguồn AI được viết bằng chữ Hán, sau đó lên giường rồi tiến vào thư viện khoa học kỹ thuật. Mục đích của hắn chính là để thư viện tối ưu hóa kết cấu ban đầu này. Thường thì sau khi chia sẻ kỹ thuật, thư viện khoa học kỹ thuật sẽ giúp hắn tối ưu hóa các chi tiết, giúp tiết kiệm không ít công sức. Sau khi mở sách ra, Thư Lão ngay lập tức xuất hiện trong thư viện. Thư Lão, chúc mừng năm mới. Vừa nhìn thấy Thư Lão, sắc mặt của Trần Mạch có chút nhẹ nhõm. Năm mới. Thư Lão cười. Đây là lần đầu tiên ta cùng ngươi trải qua cái gọi là Tết nha. Quyền lựa chọn ngẫu nhiên mỗi tháng của ngươi, ngươi phải còn 5 ngày nữa mới có thể sử dụng. Lần ngày ngươi tiến vào đây là muốn chia sẻ kỹ thuật hay để trò chuyện? Chia sẻ kỹ thuật, Trần Mạch nói. Thư Lão điểm nhẹ vào đầu Trần Mạch một cái rồi chỉ lên không trung. Các ký tự chữ Hán xuất hiện dày đặc. Quả thật, ngôn ngữ lập trình lần này không phải tiếng Anh mà toàn bộ đều là chữ Hán. Trần Mạch nhìn mã nguồn bên trên với vẻ mặt đầy tự hào. Hắn nhìn thế nào cũng cảm thấy thật gần gũi. Dù sao thì tất cả những thứ này đều là bản thân hắn tạo ra. Không tệ, phát triển trí tuệ nhân tạo rất tốt, có tính linh hoạt cao. Thư Lão hài lòng gật đầu, kinh ngạc than nhị một tiếng. Ta bây giờ cảm thấy việc sử dụng chữ viết của các ngươi để sáng tạo nên ngôn ngữ lập trình mới tuyệt vời. Vậy bây giờ có thể coi đây là một kỹ thuật hoàn chỉnh hay chưa? Ta có thể chia sẻ nó được không? Tuy đây chỉ là kết cấu ban đầu, nhưng vẫn có thể xem là một AI rồi. Nó giống như một đứa trẻ sơ sinh vậy. Ta khuyên ngươi không nên chia sẻ kỹ thuật vào lúc này. Thư Lão lắc đầu. Tại sao? Trần Mạch hỏi. Đây là lần đầu tiên Thư Lão đề nghị với hắn không nên chia sẻ kỹ thuật. Không phải là không chia sẻ, mà là hiện tại không nên chia sẻ. Thư Lão nói, cái này của ngươi chỉ mới là kết cấu ban đầu của AI, tương tự như khi đang xây nhà. Đây chính là dạng khung ban đầu mà thôi. Trần Mạch gật đầu đồng ý, hắn cùng nghĩ như vậy. Ngươi muốn để thư viện khoa học kỹ thuật tối ưu hóa kết cấu cho mình phải không? Thư Lão lập tức nói ra ý định của Trần Mạch. Chương 77, kết cấu ban đầu của trí tuệ nhân tạo phần 2. Trần Mạch lúng túng gật đầu, đúng vậy. Ta khuyên ngươi không nên làm như vậy. Mã nguồn của AI này giống như một đứa trẻ sơ sinh, nó vẫn còn chưa xác định được tính năng cho nó sao? Sao ngươi phải biết tính cách của một người chính là điều quan trọng nhất? Giống như khi xưa xây xong một ngôi nhà, vẫn chưa kịp trang trí, sơn sửa bên ngoài, ngôi nhà nên được trang trí theo phong cách nào, đơn giản, sang trọng hay cổ điển? Điều này tốt nhất là ngươi nên tự mình xác định. Nếu để thư viện làm giúp ngươi, e rằng ngươi sẽ không còn thích nó nữa. Trần Mạch gật đầu. Xem ra hắn đã quá sốt ruột rồi. Có lẽ khi mới vừa hoàn thành kết cấu ban đầu của trí tuệ nhân tạo, hắn đã quá hào hứng nên mới nóng lòng chia sẻ kỹ thuật này đến thư viện như vậy. Sau khi được Thư Lão nhắc nhở, Trần Mạch cũng dần bình tĩnh lại. Ngươi ra ngoài trước đi. Đợi sau khi hoàn thiện rồi hãy chia sẻ kỹ thuật, đến lúc đó sẽ tốt hơn. Thư Lão nói. Được. Trần Mạch gật đầu, đóng sách lại. Sau khi bước ra cánh cổng ánh sáng, hắn mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Có vẻ như hắn phải mất một khoảng thời gian nữa mới hoàn thành được một AI hoàn chỉnh, dục tốc bất đạt. Trần Mạch lại tiếp tục bắt đầu thiết kế tính năng cho AI. Sáng sớm hôm sau, Trần Mạch bị mẹ đánh thức từ trong chăn. Hắn đã thiết kế tính năng cho trí tuệ nhân tạo suốt một đêm, đến gần sáng mới lên giường nằm. Cả nhà dì nhỏ lát nữa sẽ tới, còn có Hân Hân cũng đến nữa. Ngươi đừng có ngủ nướng, mau dậy sớm một chút để cùng nhau ăn cơm rồi ra ngoài chơi. Trần Mạch sốc lại tinh thần sau khi đánh răng rửa mặt thì được mẹ bí mật nhét cho hắn một bao lì xì. Đây là tiền mừng tuổi. Hì hì,
trần mặt nhận bao lì xì, sau đó cười ngốc nghếch. Hắn vẫn còn nhớ hồi nhỏ mình vui như thế nào khi nhận được lì xì. Dù sao thì nhà hắn hồi đó giờ cũng không giàu gì, tiền mừng tuổi gần như là số tiền hắn có thể nhận được trong một năm. Tuy bây giờ tiền mừng tuổi với hắn chẳng đáng bao nhiêu, nhưng khi nhận được bao lì xì, tâm trạng Trần Mạch vẫn vui sướng như xưa. Năm mới vui vẻ. Nhìn thấy Trần Mạch đi ra, ba Trần cũng nhét cho hắn một bao lì xì. Cảm ơn ba. Trần Mạch thoải mái nhận lì xì. Không lâu sau, cả nhà dì nhỏ đến. Vợ chồng Dượng và dì Trân có một đứa con gái lớn, duyên dáng, đáng yêu là Trương Hân Hân. Khi vừa nhìn thấy Trần Mạch, cô lập tức hưng phấn, tươi cười. Anh, một năm không gặp mà ngươi lại đẹp trai hơn rồi. Ha ha, tao thích nghe những lời này nha. Anh của ngươi thì vẫn luôn đẹp trai như vậy mà. Trần Mạch cười nói. Con nhỏ trước kia hay đeo đuôi mà ta mà nay trở thành một cô nương xinh đẹp rồi nha. Anh, ta nghe nói mẹ có giới thiệu đối tượng cho ngươi. Trương Hân Hân hỏi Trần Mạch, âm lượng vẫn được giữ nguyên. Cô vừa dứt lời, Trần Mạch đã muốn học máu. Nhìn dáng vẻ tinh quái của cô nhóc này, hắn có chút bất lực. Tuy nhiên, lời nói này của cô đã lập tức gợi lên tinh thần cho dì Trân. Tiểu Mạch à, mỗi lần để ngươi đi gặp mặt người ta, ngươi đều tìm đủ mọi cách thoái thác. Con gái nhà người ta mãi cũng không gặp được ngươi một lần, hiện tại cũng đã về nhà rồi. Cô bé ấy là một cô gái tốt nha. Dì Trân nói. Dì Trân, chuyện này không thể cưỡng cầu được mà. Vậy thì ngươi tự đi mà tìm, dù sao trong người cũng đẹp trai. Nếu ngươi không tìm được người vừa ý, sau này nếu có dịp ta sẽ lại giới thiệu cô ấy cho ngươi. Nhưng ngươi phải nhanh lên, nếu không người ta có bạn trai mất, dù gì cô bé ấy cũng là một cô nương ưu tú. À, vâng ạ. Trần Mạch thở phào nhẹ nhõm khi nghe dì Trân từ bỏ ý định. Anh, trực giác nói cho ta biết, hình như ngươi có bạn gái rồi đúng không? Trương Hân Hân lập tức kề đầu tới. Trên mặt còn nở một nụ cười gian. Trần Mạch ra dấu với Hân Hân. Trực giác của cô nhóc này cũng được đó. Ngươi sợ gì biết sao? Đôi mắt của Trương Hân Hân cong thành hình trăng lưỡi liềm. Đợi cô ấy bằng lòng về nhà với ta đã. Lúc đó ta sẽ cho mẹ một bất ngờ. Ngươi đừng có mà làm loạn đấy. Phí bịt miệng. Con nhỏ này, dám nói chuyện tiền bạc với ta hả? Trần Mạch bị dáng vẻ của Trương Hân Hân chọc cười. Hắn lấy ra trong túi chiếc bao lì xì mà ba mẹ vừa cho, lập tức đã bị Trương Hân Hân giật mất. Tiền lì xì đều là của ta nha. Năm nay tốt nghiệp cấp 3 đúng không? Có muốn thi vào trường nào không? Trần Mạch cũng không lấy lại bao lì xì, chỉ hỏi chuyện. Giống ngươi nha, Đại học Tân Hải. Có tham vọng đấy. Ngươi thi đậu thì ta tặng quà cho ngươi. Ngươi muốn cái gì cũng được. Ngươi nói đó nha, nói lời phải giữ lấy lời đó. Đến lúc ta sẽ đi tìm ngươi rồi gặp mặt chị dâu tương lai luôn. Trương Hân Hân hớn hở cười nói. Hai anh em trò chuyện vui vẻ. Một lúc sau thì đồ ăn đã chuẩn bị xong. Mọi người cùng ngồi vào bàn, bắt đầu ăn bữa ăn đầu tiên của năm mới. Chương 78, bữa cơm đầu năm. Trên bàn cơm, Dương Trương mở miệng hỏi. Tiểu Mạch, sang năm mới sẽ đi thực tập đúng không? Ngươi đã tìm được việc làm chưa? Học kỳ trước ta đã bắt đầu khởi nghiệp và mở công ty rồi, hiện tại cũng khá ổn định. Trần Mạch suy nghĩ một chút, sau rồi vẫn nói thật, dù sao đây cũng không phải là chuyện gì mất mặt, không cần thiết phải giấu giếm người nhà. Mở công ty, tại sao ta lại không biết gì hết vậy? Mẹ Trần Mạch ngạc nhiên nói. Mẹ đâu có hỏi đâu, Trần Mạch phân trần. Ta định sau này mới nói cho ba mẹ biết, nhưng bây giờ Dượng hỏi rồi nên ta nói luôn. Khởi nghiệp cần nhiều tiền lắm đúng không? Nếu không đủ, ba mẹ ở đây vẫn còn ít tiền tiết kiệm. Ngươi cứ lấy dùng trước đi. Ba Trần ngồi bên cạnh nói. Khi Trần Mạch còn nhỏ, ba Mạch hay đi sớm về muộn vì kế sinh nhai, nên hai người không nói chuyện nhiều với nhau. Nhưng mỗi khi hắn cần tiền, ba luôn chu cấp cho hắn đầy đủ. Sự quan tâm âm thầm như thế khiến Trần Mạch cảm thấy vô cùng ấm áp. Ba, không cần đâu ạ. Công ty hiện tại đã có lợi nhuận, ta cũng không có thiếu tiền. Trần Mạch lập tức từ chối. Công ty làm về cái gì? Tên là gì vậy? Dì ngồi bên cạnh vội vàng hỏi. Công ty trách nhiệm hữu hạn khoa học kỹ thuật Kiến Hành Quân, cũng có thể coi là làm trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật Internet. Trong mặt vừa dứt lời, Trương Hân Hân ngồi bên trái đã há hốc mồm, kinh ngạc nhìn hắn. Cô tất nhiên không xa lạ gì với cái tên này, mới đây thôi khi chiếc điện thoại Mac Hồ Điệp vừa ra mắt không lâu, bạn học trong lớp đều bàn tán xôn xao đợi mua chiếc điện thoại di động này. Vì bề ngoài của Mac Hồ Điệp quá sang chảnh, nên họ thường lấy ra khi khoan. Bọn cô cũng biết rất rõ công ty Kiến Hành Quân đó là một công ty khoa học kỹ thuật có quy mô lên đến hàng trăm triệu, là một trong những công ty nổi tiếng toàn quốc dù chỉ mới thành lập trong vòng nửa năm ngắn ngủi.
Ba mẹ của bọn họ chỉ là người bình thường, đương nhiên cũng không để ý đến những dạng tin tức như vậy. Nhưng Trương Hân Hân thì không thể không biết. Chuyện này nghĩ thế nào cũng thật khó tin, giống như Trần Mạch đang lừa mọi người vậy. Tuy nhiên, cô cũng không chen ngang cuộc nói chuyện, chỉ lén lút liếc nhìn Trần Mạch rồi đang bình tĩnh ngồi bên cạnh. Khoa học kỹ thuật Internet cũng không tệ, tương lai có triển vọng đó, ngươi cố gắng làm thật tốt nhé. Dì Trân hài lòng gật đầu. Ngươi hùng vốn với các bạn học trong lớp sao? Bọn hắn có đáng tin không? Cha Trần hỏi chuyện. Không có, công ty là của mình ta, cũng không có chuyện ta tự lừa mình đúng không? Vậy ngươi lấy đâu ra tiền để mở công ty? Mẹ Trần cố gắng truy hỏi đến cùng. Ta đã học thiết kế phần mềm ở trường, sau đó bán một phần mềm để kiếm tiền vốn. Là ta tự mình kiếm ra, không có cùng trộm cướp gì đâu. Trần Mạch biết rõ những lo lắng của mẹ Trần nên kiên nhẫn giải thích. Nếu ngươi thiếu tiền khi khởi nghiệp thì cứ nói với gia đình, ba mẹ vẫn còn một ít tiền tiết kiệm. Nhưng ngươi không thể làm ra những việc trái pháp luật, có hiểu không? Vâng ạ, Trần Mạch gật đầu. Mọi người tiếp tục bàn về một số vấn đề trong nhà, sau đó còn nhắc đến chuyện hôn nhân sau này của Trần Mạch. Hãy ngồi nghe mà đầu muốn to ra gấp đôi. Anh à, vừa rồi ngươi khoác lác mà không hề đỏ mặt chút nào nha. Sau khi bữa cơm kết thúc, Trương Ngân Ngân chạy đến chỗ Trần Mạch. Ta khoác lác lúc nào? Thì ngươi nói công ty Kiến Hành Quân là do ngươi mở đó. Trương Ngân Ngân nói Kiến Hành Quân giờ đang là công ty tỷ đô. Ngươi nói ngươi mở thì ai mà tin? Ba mẹ và dì Dưỡng không biết thôi, chứ ngươi làm sao mà gạt ta được? Được thôi, anh của ngươi đang khoác lác đấy. Trần Mạch cũng không phân bua với cô nhóc này. Nhìn thấy dáng vẻ của hắn, Trương Ngân Ngân hơi do dự. Anh à, thật sự là công ty của ngươi sao? Ta lừa ngươi thôi. Nếu vậy ta tin ngươi là ông chủ của Kiến Hành Quân. Ngươi có thể cho ta một chiếc điện thoại mắc hồ điệp không? Trương Ngân Ngân hỏi. Vừa rồi còn không tin mà bây giờ đã tin à? Muốn dụ khỉ sao? Muốn dụ khỉ ta sao? Không có cửa đâu nha, Trần Mạch cười nói. Anh à, ngươi nhìn điện thoại di động hiện tại của ta xem. Ta đã dùng nó được 3 năm rồi, ba mẹ không cho ta đổi điện thoại. Nếu ngươi là ông chủ lớn, ngươi chắc chắn sẽ không thiếu chút tiền này nha. Chờ ngươi thi đầu đại học, ngươi muốn cái gì ta đẹp cho ngươi, còn hiện tại thì không được. Ngươi sắp bước vào giai đoạn ôn tập rồi, cho ngươi điện thoại di động để làm gì hả? Để khoe khoang à? Đừng tưởng ta không biết đầu óc lắm mưu mô của ngươi. Trương Hân Hân le lưỡi, con mắt lại đảo một vòng. Anh à, bây giờ ngươi là tỷ phú sao? Dạ đấy, ta chỉ khoác lác thôi, Trần Mạch nói. Anh à, ngươi sẽ không nói dối đâu, ta tin ngươi chính là ông chủ giàu có mà. Lát nữa đi ra ngoài mua sắm, ngươi nhớ mua quần áo cho ta nha, được không? Ta miễn cưỡng đồng ý, coi như là quà mừng năm mới cho ngươi. Anh trai vẫn là tốt nhất. Thu dọn bàn ăn xong, cả gia đình rời nhà đi dạo phố. Hôm nay là Tết, lượng người đi lại rất đông, bọn họ vui chơi đến tối mịt mới chịu về. Chương 79, cô ngốc. Vừa về đến nhà, Trần Mạch đã mệt mỏi đến mức gục ngã xuống giường. Hôm nay hắn bị Hân Hân lôi kéo khắp nơi để thử quần áo. Sau khi trải qua buổi mua sắm kinh hoàng, khi đi cùng phái nữ trong nhà, cơ thể vốn được khai phá tiềm năng trước đó của Trần Mạch cũng mệt mỏi đến rã rời. Trần Mạch nhìn lên trần nhà, hắn lại nghĩ về việc thiết kế tính cách của AI cho mình. Nếu xét theo tiêu chuẩn của hắn, tính cách của Tiểu Ngư là tốt nhất. Tiểu Ngư là cô gái tốt tính nhất mà hắn từng gặp. Nhưng nếu chỉ lấy tính cách của Tiểu Ngư làm khuôn mẫu thì vẫn còn có những cái gì đó thiếu. Nhưng thiếu cái gì thì hắn chưa thể nghĩ ra được. Trần Mạch quyết định không nghĩ ra, hắn cầm điện thoại di động bấm số của Tiểu Ngư. Tiểu Ngư, năm mới vui vẻ nha, Trần Mạch nói. Chúc mừng năm mới. Bên kia điện thoại truyền lên giọng nhẹ nhàng của Tiểu Ngư. Trần Mạch, khi nào ngươi về thành phố Tân Hải vậy? Nói cho ta biết, ta sẽ cho ngươi một bất ngờ. Chà, mỗi khi ngươi nói có bất ngờ, mỗi khi ngươi nói có bất ngờ cho ta, lòng ta lại nhộn nhạo cả lên. Ngươi không muốn sao? Muốn chứ, làm sao mà không muốn được? Ta muốn xem bất ngờ gì mà ngươi lại thần bí như vậy. Trần Mạch cười ha ha, đến lúc đó ngươi sẽ biết thôi. Trần Mạch nhìn trần nhà suy nghĩ một chút, không biết phải nói gì. Ngươi có tâm sự sao? Tiểu Ngư cảm thấy cái gì đó không đúng. Cũng không phải là tâm sự gì, Trần Mạch phát hiện bản thân đang mải mê suy nghĩ về vấn đề kia. Hắn lập tức lấy lại tinh thần. Có thể nói cho ta biết không? Nếu là chuyện không vui, ta sẽ sang sỉ cùng ngươi. Ta tự hỏi, nếu ta có ngươi rồi thì làm sao có thể có chuyện gì không vui chứ? Ta đang nghĩ đến việc dùng tính cách của ngươi để thiết lập cho người mới trí tuệ nhân tạo của ta, nhưng vẫn thấy thiếu gì đó, cho nên ta có chút thất thần, Trần Mạch nói. Ngươi cả ngày chỉ nghĩ đến chuyện gì đâu không vậy? Tiểu Ngư ở bên kia điện thoại đảo bừng cả mặt. Ngươi cũng có thể làm ra một cô ngốc mà.
tại sao lại cứ phải làm giống bạn gái chứ? Mọi người có nhớ đến phim Chiếc điện thoại thần kỳ của Thư Sướng và Tiêu Tuấn Khung? Cô ngốc Trần Mạch nhướng mày, lập tức nhận ra vấn đề. Tính cách của Tiêu Ngư hiền lành và dịu dàng, ít khi nào cô tỏ ra lạnh lùng và lãnh ngốc. Nếu hắn có thể tạo ra một chế độ tùy chọn tính cách cho ai giống như cô ngốc, thì người dùng có thể lựa chọn những tính cách khác nhau nhằm gia tăng sự mới lạ khi giao tiếp với AI. Một câu nói đánh thức người trong mộng. Tiểu Ngư, ta yêu ngươi nhiều lắm, ngươi chính là cô ngốc của ta. Trần Mạch từ trên giường ngồi dậy, trên mặt bồng nở một nụ cười thật tươi. Ngươi, trong giây lát, Tiểu Ngư có chút không thích ứng được, liền được mấy lời yêu đương bất ngờ của Trần Mạch. Cô ngượng ngùng không biết phải trả lời như thế nào cho phải, tên ngốc cố ý chọc cô mà, khiến người ta mắc cỡ quá đi thôi. Ta không phải là cô ngốc, trong lòng ta, ngươi là cô ngốc nha, ha ha, ta không thèm nói chuyện với ngươi nữa. Tiểu Ngư vội vàng cúp máy, cô sợ bản thân sẽ bị mấy lời biện hộ của Trần Mạch khiến cho xấu hổ hơn nữa. Trên tên này ngày càng xến xúa mà, nhưng tại sao mình lại vui vẻ thế này? Tiểu Ngư nắm điện thoại lên giường, khuôn mặt đỏ bừng, nhưng trên môi lại nở nụ cười ngọt ngào. Sau khi cúp máy, Trần Mạch cười vui vẻ một hồi rồi lập tức bật máy tính lên, bắt đầu thiết kế tính cách cho trí tuệ nhân tạo. Đôi khi chỉ cần dùng một chút linh cảm như vậy cũng có thể tạo nên một bước đột phá lớn. Hiện tại, hắn đã có khuôn mẫu để tham chiếu, việc thiết kế tính cách của trí tuệ nhân tạo sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Trần Mạch tin rằng không bao lâu nữa, hắn có thể hoàn thành việc thiết kế con AI đầu tiên được lập trình bằng chữ Hán. Trong lòng Trần Mạch có chút háo hức mong chờ. 12 ngày vội vã trôi, sau khi có được linh cảm, Trần Mạch cũng không đi đâu, chỉ trốn trong phòng để hoàn thiện thiết kế cho tính cách cho AI. Dù sao thì không phải lúc nào hắn cũng có linh cảm như vậy. AI ở trình độ thấp thường không có tính cách và cảm xúc cho riêng mình, cho nên cần có sự thiết lập của con người. Tuy nhiên, một vật không có cảm xúc tốt, rốt cuộc cũng chỉ là một cỗ máy lạnh lẽo. Cho dù trí tuệ nhân tạo này có thể hỗ trợ cho hắn, nhưng nếu như không có âm thanh máy móc dao động, lâu ngày cũng sẽ trở nên nhàm chán. Bản chất của AI chính là mô phỏng quá trình suy nghĩ và xử lý thông tin của con người. Chúng liên quan đến nhiều ngành học khác, bao gồm logic học, ngôn ngữ học, điều khiển học và khoa học máy tính. Nếu không có kiến thức từ cuốn sách phát triển trí tuệ nhân tạo ở trình độ thấp, trong thư viện khoa học kỹ thuật làm nền móng, Trần Mạch cũng không có khả năng xây dựng kết cấu của trí tuệ nhân tạo trong thời gian ngắn như vậy. Có hai cách phát triển AI trên máy tính. Một là sử dụng phương pháp lập trình để hiện thực hóa các tính năng thông minh bên trong hệ thống máy tính. Bất kể phương pháp tư duy của máy tính đó là gì và liệu nó có tương đồng với cách mà con người sử dụng hay không. Hai là sử dụng phương pháp mô phỏng. Với cách này, chúng ta sẽ mô phỏng cách thức tư duy của máy tính dựa trên cách thức tư duy của người hoặc động vật. Các thuật toán dây chuyền hay mạng lưới thần kinh nhân tạo đều được thực hiện bởi phương pháp mô phỏng này. Trần Mạch hiện tại đang sử dụng phương pháp lập trình làm cho hệ thống máy tính có các tính năng thông minh bên trong. Cho dù hắn biết rất rõ phương thức phát triển trí tuệ nhân tạo, nhưng muốn thực hiện nó cũng không dễ dàng gì. Trong khoảng thời gian này, hắn cũng nhận ra được kết cấu ban đầu của trí tuệ nhân tạo hoàn toàn là đứa trẻ sơ sinh. Hắn cũng hiểu lý do vì sao lão thư không để hắn chia sẻ kỹ thuật vào thời điểm đó. Chương 80. Mạch nữ. Trải qua một tháng không ngừng hoàn thiện, đứa trẻ sơ sinh AI này đã từ từ trưởng thành hơn một chút. Chỉ là tới trình độ nào thì Trần Mạch vẫn chưa biết. Lúc này, hắn ngồi trước máy vi tính, nhấp con chuột trong tay, nhìn thấy thông báo thành công trên trình biên dịch ngôn ngữ lập trình chữ Hán, Trần Mạch mới ngã người lên ghế. Trong khoảng thời gian này, đầu óc của hắn phải điên cuồng vận động, khiến Trần Mạch cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Không phải mệt vì thể chất mà là mệt về tinh thần. Hắn uống một cốc nước sau khi nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, mới lưu mã nguồn trên trình biên dịch lại rồi leo lên giường nằm xuống, tiến vào thư viện khoa học kỹ thuật. Sau khi lật quyển sách bìa đã thấm ra, thư lão lập tức xuất hiện cùng hào quang. Tới rồi sao? Đã một tháng rồi, bây giờ ngươi có một lần lựa chọn ngẫu nhiên. Một loại kỹ thuật, có muốn dùng không? Lão thư hỏi. Dùng trước đi, Trần Mạch nghĩ ngợi rồi đáp. Cái chọn ngẫu nhiên này có hơi hại người. Dù một tháng chỉ nhận được một lần, nhưng mấy lần trước đều khiến hắn rất buồn bực. Không biết lần này có phải là một thứ khiến hắn có thể dùng ngay lập tức được không? Được,
Lão thư nhấn một cái, những quyển sách dày đặc bao quanh bầu trời thư viện. Trần Mạch nhìn những quyển sách quay vòng, trong lòng đang lặng lẽ cầu nguyện. Không bao lâu sau, một quyển sách xuất hiện trong tay lão thư, kỹ thuật sản xuất bao cao su siêu mỏng. Trần Mạch cảm giác như sét đánh giữa trời quang, giống như bị sét đánh đến đứng hình, đôi môi run rẩy theo nhịp tim. Có thể hại người thêm một chút nữa không? Kỹ thuật sản xuất bao cao su siêu mỏng sao? Đã có vô số công ty đang sản xuất những thứ này rồi, còn có đủ loại hình dạng, đủ loại màu sắc khác nhau nữa. Trần Mạch bị những lựa chọn ngẫu nhiên này làm cho thành bóng ma tâm lý trong lòng. Có lấy không? Ha ha ha. Lão thư nín cười, cuối cùng cũng không nhịn được mà cười thành tiếng. Trong thư viện có vô số kỹ thuật, ông cũng không biết nên hình dung vận may của Trần Mạch thế nào nữa. Lấy. Trần Mạch hít một hơi thật sâu, sau đó bình tĩnh trở lại. Hắn vẫn còn AI mà. Lão thư cười ha ha, sau đó vỗ quyển sách vào trong tay, trong vào đầu Trần Mạch. Tiếp theo là chia sẻ kỹ thuật đúng không? Đúng, chia sẻ kỹ thuật. Trần Mạch lộ ra một nụ cười khó coi. Thư lão nhấn lên trán Trần Mạch một cái, rồi thuận tay điểm nhẹ vào không trung. Một quầng sáng xuất hiện bên trên, vẫn là đoạn mã nguồn được viết bằng ngôn ngữ lập trình chữ Hán quen thuộc. Nhưng khác với lần trước, đoạn mã nguồn chữ Hán lần này phức tạp hơn lần trước rất nhiều, giống như cây trong rừng. Từ chồi non đã trở thành cái đại thụ mọc đầy nhánh cây và lá. Không tệ, con AI vô cùng tốt. Lão thư vừa quan sát đoạn mã nguồn chữ Hán, vừa không ngừng gật gù. Ông vừa dứt lời, quầng sáng lại tiếp tục buông xuống. Trước mặt hai người xuất hiện một cô bé gái mặc váy ngắn màu trắng. Hai con mắt to long lanh, thoạt nhìn vô cùng đáng yêu, giống như cô công chúa nhỏ thời cổ đại. Nhưng đôi mắt bé gái này hiện tại vô thần, hình như vẫn chưa có trí tuệ, giống như một hình chiếu mà thôi. Sau khi bé gái này xuất hiện trong thư viện, Trần Mạch cũng không ngạc nhiên, bởi vì hình tượng của bé gái này chính là do hắn thiết kế. Chỉ là sau khi được chiếu ra, cô bé trông đáng yêu và xinh đẹp hơn trong hình vẽ. Hình tượng này không tệ. Thư lão nhìn bé gái này với vẻ hài lòng. Cô bé khác với những AI mà ta từng thấy, so với các AI cấp thấp, mặt nữ có thể xem ra rất tốt rồi. Có lẽ là do ngôn ngữ lập trình và thiết kế, kết cấu thiết kế của ngươi. Ngươi có bằng lòng chia sẻ kỹ thuật không? Đương nhiên bằng lòng rồi. Trần Mạch lập tức đồng ý. Vậy bắt đầu thôi. Thư lão nói một tiếng, tiện tay điểm vào không trung một cái. Đầu mã ngùi chữ Hán bên trên quần sáng bắt đầu biến hóa, chất giảm rồi tăng thêm. Hình tượng của bé gái nhỏ ở trước mặt hai người cũng xuất hiện những sự thay đổi. Đường nét trên khuôn mặt trở nên mềm mại hơn, màu da càng thêm tự nhiên. Trong cô bé nhìn còn đáng yêu hơn cả vừa rồi. Không bao lâu sau, đoạn mã nguồn ngừng thay đổi, trình bày ngay ngắn trên quần sáng. Ánh mắt của Trần Mạch di chuyển theo quần sáng. Hắn cố gắng ghi nhớ trong đầu những vị trí mà thư viện đã tối ưu hóa. Cấp AI cấp thấp này của hắn trở nên hoàn mỹ hơn. Không bao lâu sau, quần sáng từ từ thu nhỏ lại thành một quyển sách. Hình chiếu của bé gái cũng theo đó mà biến mất. Sau đó xuất hiện trên bìa sách. Đặt tên cho AI mà ngươi tạo ra đi. Lão thư nhìn quyển sách lơ lửng giữa không trung và nói, Mạch nữ, Mạch trong Mạch gia. Trần Mạch nghĩ ngợi rồi đáp, đây là tác phẩm chính thức đầu tiên được viết bằng ngôn ngữ lập trình chữ Hán, còn lại được lưu lại bên trong khoa thư viện khoa học kỹ thuật, cho nên hắn muốn đặt một cái tên có nội hàm một chút, Mạch nữ, vừa đồng âm với tên của hắn, lại là con AI đầu tiên mà hắn sáng tạo ra, cho nên Trần Mạch quyết định chọn cái tên này. Hắn vừa dứt lời, trên sách hiện ra hai chữ Mạch nữ, cuối cùng hóa thành một tia sáng bay vào chỗ sâu trong thư viện. Không bao lâu sau, một tia sáng giáng xuống biến thành một quyển sách trong tay lão thư. Sau khi nhìn thấy bìa của quyển sách, ánh mắt của Trần Mạch híp lại, bìa màu đen mang đến cho người ta một loại cảm giác thần bí sâu đậm, phát triển và nâng cấp trí tuệ nhân tạo. Đây là sách giúp nâng cấp AI sao? Trần Mạch chỉ vào sách và hỏi. Đúng vậy, đây là phương pháp nâng cấp AI. Hiện giờ trí tuệ nhân tạo của ngươi đang ở trình độ thấp. Quyển sách này sẽ dạy ngươi kiến thức làm thế nào để nâng cấp nó trở thành trí tuệ nhân tạo ở trình độ cao cấp hoặc thậm chí là siêu trí tuệ nhân tạo. Lão thư nói, hầu hết những người chia sẻ mã nguồn AI nhất định sẽ lấy được cuốn sách này. Tuy nhiên, muốn nâng cấp cũng không đơn giản như vậy. Tự ngươi xem đi. Nói xong, lão thư vỗ sách vào đầu Trần Mạch. Và đó là toàn bộ tập 16 của bộ truyện thư viện khoa học kỹ thuật. Hãy nhấn like và subscribe kênh YouTube Tạp Hóa Tu Tiên để có thể theo dõi các tình tiết tiếp theo của bộ truyện này. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.